đã qua 11 ngày tỉnh Hưng Yên không phát sinh ca mắc Covid-19 mới, còn 5 ca bệnh đang phải điều trị. Toàn tỉnh hiện còn trên 7.300 người phải cách ly y tế, trong đó hầu hết là cách ly tại nhà, còn một khu vực phải phong tỏa là một phần xóm Đồng Tâm, khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Đến nay, các địa phương đã rà soát được 355 người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, trong đó xác minh 255 người có mặt tại địa phương đã được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Những ngày gần đây, cũng chỉ ghi nhận số lượng lẻ tẻ người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, hiện các địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm đợt 9. Lũy kế qua các đợt, hiện tỉnh Hưng Yên đã tiêm được 430.000 mũi, đạt 43% dân số trong độ tuổi được tiêm ít nhất một mũi và đạt trên 98% số vaccine được phân bổ.